Đây là ảnh chiếu đầu tiên của bài Pitch. Không nhất thiết phải có tên công ty nếu như nó chưa được thành lập. Tên của dự án, tên của người chủ dự án, thông tin để liên hệ với chủ dự án là thông tin cần có ở slide đầu tiên. Đó là điểm thứ nhất. Ý nghĩa của bài Pitch là bạn phải chứng minh những gì bạn đã hoàn thành được. Đối với tôi, câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra khi tôi đang theo dõi một startup là tên của dự án là gì? Ai là người chủ dự án? Số điện thoại của chủ dự án là gì? Nếu tôi muốn liên lạc với, thường có tên của chủ dự án, số điện thoại, phần lớn đã có, tên của dự án, đôi khi họ chưa thống nhất về tên này, vân vân. Khi nào bạn có thể trả lời một cách rõ ràng cho một số câu hỏi cụ thể được đặt ra, điều đó có nghĩa là bạn đã đề cập tới những vấn đề đó rồi, và những vấn đề đó coi như đã xong. Vậy, bạn sẽ thử dựa trên những gì mà bạn đã làm xong và những gì mà bạn có khả năng chứng minh thông qua kinh nghiệm, được chứ? Đó là quan trọng. Ảnh chiếu thứ hai nói về vấn đề. Vấn đề ở đây, trên thực tế, bạn phải mô tả vấn đề mà bạn đã phát hiện và sự thích thú của bạn khi mang lại giải pháp cho vấn đề đó, được chưa? Nói cụ thể hơn, tôi đã gặp vấn đề này, nó tác động đến tôi và tôi sẽ rất vui mừng đã giải quyết được vấn đề đó với giải pháp mà tôi sẽ giới thiệu trong ảnh chiếu tiếp theo. Tại sao? Bởi vì trong thực tế, bạn có thể nhớ là lúc đầu người ta sẽ thử thách bạn, có ý chí bền vững không? Bạn có thực sự muốn làm chủ và cuối cùng bạn có muốn làm gì và kéo theo nhiều người khác không? Nếu bạn không hoàn toàn tin chắc và nếu bạn không cảm thấy thú vị trong việc giải quyết một vấn đề đã được phát hiện ra, bạn sẽ nhanh chóng bị bỏ rơi. Bạn cũng phải chú ý là vấn đề bạn muốn giải quyết phải là một vấn đề được quen thuộc. Nếu vấn đề đó là quá cục bộ, tôi không muốn nói là bạn không được nghĩ đến, nhưng tốt nhất, vấn đề của bạn phải, và bạn sẽ biết ngay khi bạn nhìn vào khuôn mặt của những người khán giả. Bạn sẽ biết ngay nếu vấn đề của bạn là quá đặc biệt và thu hẹp, và sau đó mọi người sẽ chờ để biết cách bạn sẽ giải quyết vấn đề đó. Nhưng tốt nhất, bạn nên giải quyết một vấn đề được biết đến một cách rộng rãi mà chưa được giải quyết, bởi vì đằng sau đó có thể có cả một thị trường. Nếu bạn muốn giải quyết một vấn đề quá hẹp, bạn có thể sẽ gặp khó khăn. Vậy, đó là vấn đề cùng với sự hứng thú của bạn khi giải quyết vấn đề đó, bởi vì nó sẽ chứng minh rằng bạn đã tích cực tham gia. Sau khi bạn đã mô tả vấn đề và sự thích thú của bạn để tìm ra giải pháp nhằm giải quyết vấn đề đó, bạn sẽ giới thiệu giải pháp giá trị của bạn. Được chứ? Khi phải đối phó với một vấn đề, cách làm sao bạn đã tìm ra được một giải pháp mà bạn sẽ rất vui vẻ thực hiện nhằm giải quyết vấn đề đó. Một lần nữa, nếu có ai muốn hỏi bạn tại sao bạn đã nghĩ đến giải pháp giá trị đó, đó chỉ để kiểm tra là bạn có tích cực tham gia không. Xin lỗi, là bạn đã tích cực tham gia, tìm hiểu khả năng giải quyết và khắc phục những khó khăn khi bạn sẽ triển khai giải pháp giá trị của bạn trong một môi trường thị trường với đầy ràng buộc mới. Vậy đây là giải pháp giá trị của bạn. Bạn hãy nhớ lại khung mô hình kinh doanh của Osterwalder. Đó thực sự là khối đang nằm ở giữa các hoạt động của bạn. Tiếp theo, với giải pháp giá trị của bạn, bạn cần chứng minh sự khác biệt của giải pháp đó. Tại sao nó là độc nhất? Cái gì, công nghệ gì được dùng đến? Và ở đây, chúng ta quay lại với khái niệm của một startup mà tôi đã nêu ở bài trước, tức là tính chất sáng tạo đột phá. Mọi người muốn biết liệu sáng tạo đột phá của bạn có thể được thương mại hóa hay không, liệu có được bảo vệ không, và bạn có cần được hỗ trợ để đi xa hơn và phát triển nhanh chóng công nghệ đó để cuối cùng công nghệ đó trở thành một asset, một giá trị bổ sung cho toàn bộ giá trị công ty bạn. Bạn cũng cần phải giải thích công thức của bạn, tính khác biệt của giải pháp của bạn. Nó khác nhau ở chỗ nào, nó sẽ có lợi thế nào so với các giải pháp khác. Tuy nhiên, bạn đừng tiết lộ công thức ma thuật của bạn một cách quá chi tiết. Bạn chỉ tiết lộ một số yếu tố thôi. Bạn giải thích yếu tố đó mang tính chất khác biệt gì và tại sao. Nhờ sự khác biệt đó, bạn sẽ có lợi thế trong việc thắng cuộc. Bởi vì luôn luôn có một công thức bí mật, luôn luôn có một ít ma thuật trong sự nghiệp của bạn. Vậy bạn đừng quên, giống như một công thức làm bánh gato, cùng một công thức, nhưng tùy theo người nấu, những chiếc bánh gato sẽ không giống nhau. Vậy bạn phải giải thích điều đó một cách thật rõ ràng. Trên ảnh chiếu này là ảnh chiếu thứ tư. Bạn đừng chèn vào những câu văn bản quá dài. Bạn đừng chèn vào
bạn phải dùng những giản đồ. Những giản đồ có thể kích thích sự chú ý và sự tò mò của khán giả. Những khán giả sẽ nhận ra một số yếu tố quen thuộc, nhưng họ có thể chưa nắm rõ mối liên quan có thể tồn tại giữa những các yếu tố. Do đó, nhiệm vụ của bạn là giải thích mối liên quan giữa các yếu tố khác nhau, là giải thích để làm sao cho khán giả hiểu được tính logic của bạn. Bạn đã rõ điều này. Khán giả phải chấp nhận tính phù hợp của giải pháp mà bạn đang chứng minh. Cho nên, đừng dùng câu văn bản quá dài. Bạn cung cấp những gì trên thực tế, những giản đồ, những đồ thị, được không? Đừng dùng quá nhiều nhé, một hoặc hai cái thôi. Nếu không, khán giả có thể sẽ bị phân tán. Và ở đây, bạn phải tập trung giải thích. Bạn đừng quên là bạn chỉ có 15 phút thôi nhé. Bây giờ đến mô hình kinh doanh của bạn. Chúng ta đã đề cập đến mô hình kinh doanh trong câu chuyện của người khởi nghiệp, startupper trước đó. Đó là làm cách nào để tiền trong túi của khách hàng sẽ chuyển vào túi của bạn, phải không? Ở đây, bạn có thể sử dụng khung mô hình kinh doanh của Oyster Water. Bạn giải thích rõ ràng toàn bộ quá trình. Chúng ta đã giải thích đó rồi. Và cái đó không phải là chuyện nhỏ. Bạn cũng có thêm vào lựa chọn thứ nhất, lựa chọn thứ hai. Nói chung, với bài pitch, một lần nữa, bạn sẽ giới thiệu sự lựa chọn, tức là giải pháp đã chọn, là giải pháp mà đội nhóm đã thống nhất, lựa chọn để thực hiện. Nhưng bạn cũng có thể chèn vào các giải pháp chuyển đổi hoặc các giải pháp khác, hoặc đưa các giải pháp đó vào một phần phụ, sẽ không sao cả. Nếu bạn muốn biết rõ hơn, 10 ảnh chiếu là bài thuyết trình chủ yếu, nhưng bạn hoàn toàn có thể thêm vào các phần phụ để mô tả giải pháp công nghệ chi tiết hơn, hoặc phân tích các mô hình kinh doanh khác là các mô hình kinh doanh chuyển đổi. Thứ sáu, tiếp cận với thị trường là cách bạn bán được sản phẩm lần đầu tiên. Bạn đừng quên là bạn phải chứng minh được tính khả thi. Bằng chứng về tính khả thi là chứng minh bạn đã bán được thành công hoặc bạn đã có một sản phẩm khả thi mà bạn có thể tung ra thị trường hoặc để cho thử. Bạn hoàn toàn có thể cho thử sản phẩm. Thực tế, ý tưởng ở đây là bạn không phải xin tiền để đi làm marketing với mục đích không bán sản phẩm. Không, bạn được yêu cầu giải thích bạn sẽ thực hiện bán sản phẩm đầu tiên như thế nào và nguồn tài chính để thực hiện bán sản phẩm sẽ được giải quyết như thế nào. Thực tế, bạn sẽ được yêu cầu phải sáng tạo, phải cho biết, đây, chúng ta có kênh phân phối này, chúng ta có người để sử dụng sản phẩm, có người để mua, chúng ta có một thư ngỏ ý muốn mua sản phẩm ngay sau khi sản phẩm mẫu sẽ trở thành sản phẩm chính thức. Vậy, bạn phải cung cấp thông tin cho toàn bộ những thứ đó, bạn phải giải thích toàn bộ những thứ đó, bạn phải cho biết ở đây bạn có thể làm được gì. Còn bao nhiêu giai đoạn phải trải qua để đi đến giai đoạn cuối cùng? Hôm qua, tôi đã đặt một câu hỏi cho một startupper xuất sắc của trường đại học ngoại thương khi họ đang nói, chúng ta sẽ thiết lập một cộng đồng. Vậy, tôi đã hỏi họ, bạn sẽ thiết lập một cộng đồng bằng cách nào? Chúng ta sẽ thiết lập một cộng đồng. Thế tôi phải hỏi tiếp, giải thích rõ cho tôi đi. Tôi đã hiểu mục đích của bạn là gì, nhưng bạn vui lòng giải thích bằng cách nào đó. Bạn sẽ thiết lập cộng đồng bạn đang nói. Bạn vui lòng cho tôi biết bạn có tham gia không, hay là bạn sẽ đi gặp những người. Ví dụ, bạn sẽ mời họ đến buổi giới thiệu nền tảng của bạn. Bạn sẽ làm phép thử. Bạn sẽ nói, người dùng mới sẽ nhận được một tháng dùng miễn phí. Tức là, làm sao bạn kéo được khách hàng đến với bạn? Bằng cách nào? Bạn sẽ gắn kết được như thế nào với khách hàng để đảm bảo được những hoạt động của bạn? Điều đó là quan trọng. Bạn sẽ phải cung cấp một tầm nhìn tổng quan về tình hình cạnh tranh. Như tôi đã nói trước đó, đây không đơn giản chỉ là các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của bạn. Bởi trong thế giới của các startup, những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nếu họ có một ý tưởng tương tự, có thể là một sản phẩm khác, và không nhất thiết là phải có một mô hình kinh doanh giống nhau, thì họ có tiềm năng trở thành đối tác, đúng không? Chúng ta gọi đó là co-opetition, hợp tác với đối thủ cạnh tranh. Tức là, ta làm việc hợp tác với nhau trong một số lĩnh vực và tiếp tục cạnh tranh trên các lĩnh vực khác. Nhưng nếu bạn có một người khác để cùng tiếp cận các thị trường mới, để khám phá và thuyết phục những khách hàng mới, đôi khi sẽ tốt hơn nếu bạn không phải làm một mình. Ở đây, bạn phải tính toán đến hoàn cảnh. Đây là một ví dụ, tôi xin dùng lại bởi vì nó đã làm tôi rất ngạc nhiên. Thực tế là một công ty Việt Nam phân phối bữa cơm chuẩn bị sẵn đến tận nhà cho các khách hàng là các thanh niên năng động,
là những thanh niên có thể chưa lập gia đình, là những thanh niên làm việc suốt ngày đêm và không có thời giờ để nấu cơm đi chợ, vân vân. Thì ở đây, đối thủ cạnh tranh chủ yếu là các bà mẹ đang rất quý con mình, sẵn sàng nấu cơm cho con mang đi khi con không có thời gian để về ăn trưa. Vậy, trên thực tế, nếu có một người mẹ sẵn sàng nấu ăn cho con mình, sẵn sàng đến nhà của con mình để nấu cơm trưa cho nó, thì đây là một sự cạnh tranh ghê gớm cho những công ty phục vụ bữa ăn, ra tận nơi các bữa trưa. Vậy, bạn phải nghĩ đến các yếu tố văn hóa khi phân tích ai là đối thủ cạnh tranh. Trông có vẻ không có gì, có thể hơi giống như một trò chơi gadget. Nhưng tôi muốn nói rằng, bạn hãy tính đến những thói quen trong cuộc sống khi phải tính đến sự cạnh tranh, thực tế có thể như thế nào, để cuối cùng tránh được tập trung quá nhiều vào khía cạnh công nghệ mà không tìm đến một thị trường do thói quen của con người đòi hỏi rất nhiều thời gian để chuyển đổi. Những thói quen của con người là yếu tố cạnh tranh khi đề cập đến những công nghệ sáng chế đột phá. Thứ 8, chúng ta đã xem rồi, tất cả cái gì liên quan đến đội nhóm. Ở đây, bạn phải cho biết tên cụ thể. Ví dụ, tôi kể cho các bạn nghe, tôi đã nhìn thấy các ảnh chiếu với tên của các CEO, SEO, chủ tịch, phụ trách marketing, phụ trách sản phẩm, phụ trách tài chính. Nhưng chúng ta muốn biết những tên người. Một lần nữa, tại sao? Nếu bạn cung cấp được tên, có nghĩa là bạn đã trao đổi với một số người, bạn đã thống nhất với họ về các vị trí và vai trò, bạn thống nhất về mục đích, nói chung là bạn đã thống nhất được với một số người. Điều đó có nghĩa là một đội nhóm cho biết sẽ có một giám đốc, một phụ trách marketing, một phụ trách và một đội nhóm cho biết ông X sẽ là chủ dự án, sẽ nắm giữ vị trí CEO, ông Y hoặc bà Y có tài năng trong lĩnh vực này, cho nên nắm vị trí phụ trách kỹ thuật. Điều đó có nghĩa là bạn đã vượt qua một giai đoạn nhất định, bạn không còn ở trong tình trạng chỉ có một ý tưởng. Bạn đã bắt đầu bước vào giai đoạn thực hiện. Điều đó quan trọng bởi vì nó thể hiện tính chín mùi của dự án. Đồng ý không? Và tất cả những thứ đó sẽ ghi điểm cho bạn. Ngay cả không ai nói to lên. Đây là một điều tự nhiên. Khi bạn nhận ra đã có một đội nhóm cụ thể, có nghĩa là đã có nhiều công việc được hoàn thành. Và những người đã sáng lập startup rồi, những người đã thành lập một doanh nghiệp rồi, đều phải tốn thời gian bao lâu mới hình thành được một đội nhóm. Và ban giám khảo sẽ biết tính việc đó. Và nếu bạn không có một đội nhóm tuyệt vời, điều đó có thể xảy ra. Và vui lòng cho tôi biết thế nào là một đội nhóm tuyệt vời nhỉ? Tôi còn không rõ chuyện đó. Trong trường hợp đó, bạn có thể nói, chúng tôi còn đang tìm, còn đang xem xét, chúng tôi đang cố gắng cải tiến, cho nên chẳng có vấn đề gì hết. Bởi vì nếu bạn đang trình bày một bài pitch, có nghĩa là bạn đang muốn hỏi một cái gì đó, phải không? Bạn chỉ cần giải thích chính xác bạn đang ở giai đoạn nào và bạn đang cần tìm cái gì. Về các dự án tài chính, thông thường bạn sẽ trình bày kết quả tài chính. Ví dụ, bạn cung cấp kết quả cân bằng tài chính sau năm nhất. Chưa chắc là bạn nhận được phản hồi, nhưng điều quan trọng ở đây là bạn phải thể hiện rằng bạn nắm rõ dịch vụ hoặc sản phẩm, tức là giải pháp giá trị của bạn. Bạn bán với giá bao nhiêu, rõ không? Bạn phải cho biết bạn sẽ tiếp cận với bao nhiêu khách hàng và trong đó bao nhiêu khách hàng sẽ mua giải pháp của bạn. Để bạn tăng được doanh thu, một cách gọi là từ dưới đi lên, bottom up. Ví dụ, tôi có sản phẩm, tôi sẽ bán với giá này, tôi sẽ có chừng này khách mua trong năm đầu tiên, chừng này khách mua trong năm thứ hai, chừng này khách trong năm thứ ba, và ngay sau đó bạn công bố doanh thu của bạn sẽ là bao nhiêu. Và đương nhiên, bạn phải có một doanh thu gây ấn tượng. Vì thế, mọi người có thể đánh giá tính khả thi. Trong khi, nếu bạn làm ngược lại, đi từ trên xuống, theo kiểu thị trường có giá chừng này tỷ, giống theo kiểu phổ biến ở các công ty chuyên gia tư vấn, có chừng này tỷ, chúng ta chiếm được 2%, cho nên chúng ta sẽ có. Trình bày theo kiểu như vậy sẽ khó thuyết phục hơn, phải không? Nên một lần nữa, đây là tư duy theo hướng hiệu quả. Đây, tôi sẽ làm như vậy, tôi sẽ phải chi như thế này, tôi sẽ bán với giá này, phần lợi nhuận của tôi sẽ chừng này, tôi dự kiến sẽ có số khách hàng như vậy, do đó doanh thu của tôi sẽ chừng này. Vậy, khả năng tài chính của tôi sẽ là như sau. Và những yêu cầu tài chính của tôi sẽ như thế này. Nếu như tôi có những yêu cầu, vì trong thời gian bắt đầu, những yêu cầu thật sự là vậy. Bằng cách đó, bạn có khả năng thuyết phục thành công. Bạn sẽ thuyết phục thành công vì bạn sẽ thể hiện bạn có một cách tiếp cận, một cách phân tích rõ ràng, cụ thể. Và bạn đang nắm rõ một cách cơ bản những yếu tố khác nhau sẽ làm khán giả và những người lắng nghe bạn sẽ tiếp nhận, sẽ chấp nhận ý tưởng của bạn.
Ảnh chiếu cuối cùng của bài pitch là ảnh chiếu rất quan trọng, cần nhắc lại ý tưởng của bạn hoặc vấn đề bạn đang muốn giải quyết. Bạn có ý tưởng này, chúng tôi có đội nhóm này, chúng ta sẽ đáp lại vấn đề này, chúng ta sẽ làm đến mức độ này. Vậy, ảnh chiếu cuối cùng là gì? Bạn đang ở đâu? Bạn đã tới đâu rồi? Bạn đã có sản phẩm mẫu chưa? Hay có sản phẩm chính chưa? Bạn đã thực hiện được cái gì? Chúng ta đã làm được cái gì cho đến giờ này? Giai đoạn kế tiếp là gì? Giai đoạn tiếp theo sẽ như thế nào? Đây là kết quả được thực hiện cho đến bây giờ. Bạn hãy nhớ đến tư duy theo hướng hiệu quả. Tôi có gì trong tay? Với cái đó, tôi đang theo đuổi mục đích gì? Được không? Vậy, ở đây bạn đang cần đi tìm một cái gì đó. Bởi vì mục đích của bài pitch là để xin được một cái gì đó. Vậy, giai đoạn kế tiếp của bạn sẽ là gì? Và bạn cần gì để tiếp tục phát triển cho tới giai đoạn đó? Bạn đã hiểu rõ điều này. Và bạn phải thuyết minh một cách rất cụ thể. Khi nào tôi nhận được cái này, tôi sẽ đến giai đoạn này. Và sau đó tôi sẽ làm được cái này. Rất quan trọng là bạn phải nhắc khán giả là bạn đã có những kết quả cụ thể. Nếu sau 2 năm, 3 năm, bạn vẫn còn tồn tại, nghe chưa? Điều đó có nghĩa là bạn đã tốn năng lực, có nghĩa là có người đã tin tưởng vào bạn, có nghĩa là bạn đã xoay sở được, và cuối cùng bạn đã dựng lên được một sự tin tưởng. Chúng ta đề cập đến vấn đề tin tưởng lúc nãy. Người ta sẽ tin tưởng vào bạn khi họ thấy bạn vẫn còn xoay sở được sau 3 năm, 4 năm. Tuy rằng bạn có thể chưa giàu, nhưng mọi người nhận ra rằng bạn biết xoay sở và có người đang tin vào bạn và sẵn sàng giúp bạn bước đến giai đoạn tiếp theo. Đấy, thế là một bài pitch. Đó là thành công thuyết phục một người nào đó sẽ giúp bạn bước đến giai đoạn phát triển tiếp theo của quá trình thành lập doanh nghiệp hay startup của bạn. Cảm ơn đã nghe tôi.